Xin kính chào và mời quý khán giả cùng điểm qua một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự xảy ra tại công ty cổ phần xi măng Hạ Long và quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ông Vũ Văn Tặng, sinh năm 1977, là phó tổng giám đốc công ty cổ phần xi măng Hạ Long để điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh làm rõ từ năm 2018 đến năm 2021, công ty cổ phần xi măng Hạ Long đã triển khai thực hiện các gói thầu mua sắm cung cấp vật tư cho hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, ông Tặng đã không tuân thủ đúng quy định mà đã đồng ý chỉ đạo cho cấp dưới mua sắm hàng hóa, vật tư, trang thiết bị, rồi hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu. Việc này nhằm giúp công ty cổ phần thiết bị điện Thống Nhất do hai cá nhân là cấp dưới của ông Tặng thành lập điều hành, trúng thầu và nâng khống giá trị hàng hóa đối với các gói thầu nêu trên. Trục lợi gây thiệt hại lớn cho công ty cổ phần xi măng Hạ Long. Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế xảy ra tại các công ty có liên quan, đồng thời khởi tố 5 bị can cùng về hành vi trên. Như vậy, ngoài Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần xi măng Hạ Long Vũ Văn Tặng còn có 7 đồng phạm bị khởi tố trong vụ án này. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án hình sự lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần hóa mỹ phẩm Mỹ Hảo. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định Tường Duy Thắng sinh năm 1992 trú ở huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh và Hoàng Văn Hải sinh năm 1981 trú ở huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình là những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình sự nêu trên. Tuy nhiên, Thắng và Hải hiện không có mặt tại địa phương. Đi đâu và làm gì, chính quyền địa phương không rõ. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho Thắng, Hải biết và yêu cầu hai người này đến ngay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh để làm rõ nội dung liên quan đến vụ án hình sự nêu trên. Đồng thời, đề nghị cá nhân, cơ quan tổ chức biết thông tin về Tường Duy Thắng và Hoàng Thanh Hải thì thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh biết để phục vụ điều tra làm rõ vụ án. Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai, thời kỳ từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Theo kết luận, mức lương và thu nhập bình quân của người lao động năm 2023 là khoảng 10 triệu 900 nghìn đồng một tháng. Trong khi đó, thì 7 lãnh đạo làm công tác quản lý gồm có 2 chuyên viên chuyên trách hội đồng thành viên, trưởng ban kiểm soát viên không chuyên trách, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc và kế toán trưởng có mức lương trong năm 2022 bình quân là 64 triệu 400 nghìn đồng một người một tháng. Năm 2023, tiền lương trả người quản lý bình quân là 76 triệu 900 nghìn đồng một người một tháng. Theo kết luận thanh tra, quy chế trả lương của Tổng công ty Cao su Đồng Nai cho người quản lý là chưa gắn với mức độ đóng góp vào hiệu quả sản xuất kinh doanh và kết quả quản lý điều hành hoặc kiểm soát của từng người quản lý. Ngoài ra, việc chi trả lương chưa có sự tham gia của Ban chấp hành công đoàn công ty trước khi thực hiện. Điều này chưa đúng với quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước. Chuyển sang một thông tin khác. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Lão, thành phố Hải Phòng vừa phá chuyên án và bắt giữ 3 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn. Và đây là 3 đối tượng đã thực hiện liên tiếp các vụ trộm dây cáp tiếp địa 3 vụ trộm dây cáp tiếp địa đèn chiếu sáng trên tuyến đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng thuộc địa bàn huyện An Lão. 3 đối tượng gồm Bùi Quang Nghiêm, Phạm Đức Hà và Đào Xuân Mạnh cùng chú ở huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận thường đi vào ban đêm mặc trang phục bịt kín để thực hiện hành vi trộm cắp. Lực lượng công an xác định nhóm đối tượng trên đã thực hiện vụ trộm cắp tài sản trên nhiều địa bàn như Hưng Yên và Hải Dương trước khi bị bắt giữ. Thiệt hại kinh tế từ hành vi trên của các đối tượng gây ra rất lớn và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc.